Chào mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu Ngân Long mới về bên mình nha mọi người. Đợt trước khi mình up video lên thì có một số bạn đã hỏi dòng cá Ngân Long này. Hiện tại đang còn 6 con ở cái hồ này và phía trong một con nữa là tổng cộng 7 con nha mọi người. Giá của nó là 185.000 cho một em nha. Đây chỉ là ngân long thường thôi nha mọi người. Bên mình còn có ngân long albino và full helmet nữa. Hai dòng đó thì nó cao cấp hơn cái dòng này nha mọi người. Vài bữa nữa mình sẽ up video lên cho mọi người xem. Hôm bữa mình có up cái con full helmet giá 5.8 triệu thì đã có khách mua rồi nha. Mới về thêm em mới nữa rồi. Cá bên mình là về liên tục luôn nha mọi người. Trường hợp khi mọi người đến hết cá, mọi người có thể đặt cọc thì bên mình lần sau sẽ để dành lại cho mọi người nha. Tiệm bên mình mới khai trương khoảng 2 tháng thôi nhưng mà có rất là nhiều khách quen. Bên mình ngoài bán cá thì còn có bán hồ cá, phụ kiện, cây thủy sinh, thức ăn cho cá. Nên khách rất là thích khi đến mua cá ở tiệm mình đó mọi người. Số bạn xem kênh của mình xong rồi cũng có tới tiệm của mình để mua cá. Cảm thấy rất là vui khi mà được sự ủng hộ của mọi người như vậy. Vì bên mình chủ yếu là bán ở ngoài tiệm chứ ít khi nào bán online lắm. Nhưng mà mình cũng làm kênh để cho mọi người biết đến nhiều dòng cá cũng như biết đến tiệm của mình. Mọi người xem video của mình nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha mọi người. Mình sẽ tranh thủ up thật nhiều video lên để cho mọi người cùng xem nha. Mình có để lại đường link Facebook bên mình ở phần mô tả. Mọi người nếu cần thì cứ liên hệ với mình qua Facebook hoặc để lại comment cho mình nha. Mình dừng video đây luôn nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Tạm biệt mọi người.